1 giờ trưa nay chủ nhật, gió tây nam đang chuẩn bị đáp lại mấy con diều ở trên đã bầu trời. Chúng ta đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 con diều sáo. Đây một con nữa ở dưới đằng xa xa kia, ngay đó thêm một con nữa. Đang tiếp tục ráp tiếp con diều nha các bạn nhé. Giờ này với anh em với ăn cơm trưa này. Cái này với anh em ăn trưa nha. Rồi lên lại rồi. Lại lên rồi. Nghe nó gió. Đó, giờ này anh em mới ăn trưa đây. Đang tiếp tục ráp. Hơi bị tụt gió các bạn ạ. Nó lại cất lên lại bạn. Gió nó buổi trưa nó hơi bị có lúc có lúc không. Căng lắm. Không suy nghĩ. Gió về. Giờ các cụ giờ đang ăn trưa đây nha. Ăn trưa cũng phải rỡ đấy. Tiếp tục một cao thủ nữa đã. Đây chỉ bị thêm một con nữa nhá. Đây con. Lại sai nữa rồi. Mới uống được con lon đã sai hết rồi. Chắc không được à? Hả? Đây nằm ngoài. Tiếp tục người ta gắt thêm một con nữa. Nay mười mấy con, tổng cộng mười mấy con các bạn ạ. Đây, tiếp tục. Đang còn 4-5 con ở dưới đất nữa các bạn ạ. Đang ăn trưa xong rồi với lên tiếp nhé. Nay gió từ sáng giờ.
Chó lúc 10 giờ. Con này 4,5 m. Lại tiếp tục thêm một cao thủ diều nữa ra. Này nhiều, rất nhiều cao thủ diều ra. Căn thủ mới có hơn 12 giờ, gần 1 giờ trưa. Thấu vậy non. Bây giờ chưa gì nó bay rồi. Gió quá. Rồi đứng đây luôn, hiện đi bộ xuống dưới đi, trong cái góc bên kia là lên phát à? Hiện đi đâu em đi, đi thẳng xuống dưới kia kìa. Hiện đi thẳng xuống dưới kia. Còn đâu, hiện đi xuống, đi bộ xuống như dưới đó là ở trên này là ấy rồi. Chuẩn bị lên con này nhé các bạn nhé. Lên. Gió ở dưới chân hơi bị mất các bạn ạ. Cho nên con diều này nó cũng bay chưa được, ở trên cao thì hào nguyên một luồng gió này im. Nó hơi bị ngắt gió đó. Rồi các bạn thấy hay, các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.